Chị Lân xin trân trọng giới thiệu chiếc điện thoại Vertu Signature S vàng nguyên khối AU750, đính full kim cương. Toàn bộ thân vỏ màu vàng này chính là vàng nguyên khối AU750 vàng hồng Rogol. Và toàn bộ chỗ màu bóng đen này, phía trước này, phía sau lưng này, phía nắp pin này, đó chính là gốm ceramic. Và toàn bộ mặt kính của màn hình, mặt kính của bàn phím, đó chính là sapphire nguyên khối. Toàn bộ những viên kim cương được đính trên vỏ của chiếc điện thoại Vertu Signature S Gold này, đó chính là những viên kim cương thiên nhiên, được tuyển chọn từng viên một về độ sạch, độ đẹp, kích thước để đưa vào sản phẩm đẳng cấp sang trọng thượng lưu theo tiêu chí luxury của Kỳ Lân Luxury trên 500 triệu đồng. Đến với Kỳ Lân Luxury, quý khách sẽ sở hữu ngay chiếc điện thoại Vertu vàng nguyên khối đến kim cương, và đồng thời cũng là món thời trang trang sức